من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ Giống như Sheikh ông nói, các bạn biết Islam thì giống như từ giờ mình và Sheikh Muhammad Amin giới thiệu về tôn giáo Islam, giới thiệu về Allah thôi, chưa giới thiệu người đã sáng lập ra tôn giáo Islam. Thì mình xin giới thiệu người sáng lập và lập ra đường lối tôn Islam là Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Người là một vị Nabi của Allah, và vị người là được Allah cử xuống để nhận quà hiên quà ngọt. Ông Muhammad sallallahu alaihi wasallam giống như người bình thường thôi, không có gì hết. Khi Muhammad đẻ ra tới lớn cũng sống sinh hoạt rất là bình thường, đến với mình đến khi mà 40 tuổi thì lúc đó Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì mới nhận được là lời mặc khải của Allah, là chính cho thiên thần của Nabi có Allah là Jibril thì truyền đạt xuống, thì theo đường lối Islam thì giống như là truyền đạt xuống tất cả người Nabi giống trước kia, thì truyền đạt xuống một câu nói mà đặc biệt ở đây là Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ông ta không biết chữ mà cũng không biết chữ mà cũng không biết viết, nhưng mà quà hi xuống, mà quà hi đây là gọi là mặc khải xuống thì ông ta thuộc và ông ta làm theo. Thì bắt đầu từ xuất phát từ gì? Đất Ả Mặc Cá, và ông ta gây dựng Islam. Và người đầu tiên ông ta nói lá là vợ của ông ta, thì là bà Khadija. Thì ông ta nhận được quà hi là người đầu tiên, ông ta nói với bà là tôi là người của, tôi nhận được quà hi từ của Allah, vậy bà có tin không? Thì vợ của ông ta tin, ngài nói gì tôi cũng tin. Thì sơ lược về nói về của Nabi là cách nhận quà hi và sống tại Mặc Cá là 13 năm, và sau này khi cuộc đạo hóa, cuộc truyền bá tại Mặc Cá nó có một sự ganh tị và có sự chém giết Nabi, nên Nabi đã di cư từ Mặc Cá đến Madina. Và sau khi sự Islam ra đời từ đó mà chỉ có 23 năm, thì bạn thử hỏi chỉ có 23 năm mà bây giờ hình như Islam nó tới mấy triệu, mấy tỷ, có số tới mấy tỷ, thì chắc chắn Islam nó như thế nào. Và Muhammad là người gì, sống được 63 tuổi và sống tại Mặc Cá là lúc ông ta 53 tuổi, và sống ở Madina là được 10 năm, hết thảy là 63 tuổi, và ông ta chết tại Madina và được chôn tại Masjid Madina một năm qua. جزاك الله خير. شيخ محمد، من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ Thì nói theo tiếp theo cái bổ sung theo cái lời của Sheikh Abdul Karim, tức là chúng ta biết về Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sống từ nhỏ lớn lên ở Mecca, và con của ông Abdullah từ bộ tộc Quraysh, tức là bộ tộc Quraysh là cái bộ tộc danh giá nhất thời bấy giờ cho tới bây giờ, tức là Allah chọn những người danh giá nhất để làm thiên sứ của Ngài, và Ngài chọn là Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì cuộc sống của Nabi của chúng ta, tức là từ nhỏ tới lớn là luôn 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 là một người trung thực, và được cái đặt cái mệnh danh là Amin, tức là những người trung thực nhất. Và trong cuộc sống của người không bao giờ phạm vào những cái tội mà, tức là ăn chơi sa đọa của cái thời trước Islam. Thì cái thời trước Islam thì mọi người ai làm gì làm, tôn thờ thần linh, những cái bục tượng, hoặc là những cái tất cả những gì mà được gọi là xấu xa nhất trên thế giới này đều có hết. Thì Muhammad của chúng ta là không phải như vậy, tức là Ngài tránh xa hết những cái thứ đó. Và trong cuộc sống cuộc đời của Ngài cho tới khi là được 40 tuổi được nhận wahi, theo tiếng Việt Nam có nghĩa là sự mặc khải của Thượng Đế để cho người làm cái truyền bá cái Islam, cái tôn giáo của Islam. Thì từ đó người bắt đầu truyền bá Islam. Thì trong cuộc đời truyền bá của người, thì người truyền bá ở Mecca, tức là người sinh ở Mecca và truyền bá ở đó được 13 năm. Sau đó người rời cư đến Madina, và cho tới khi người truyền bá Islam, cho tới khi người qua đời.